Xin chào mọi người, đã lâu lắm rồi mình mới quay, đã lâu lắm rồi mình mới có thời gian để mà mình quay vlog cho mọi người xem. Mọi người thấy gì mới không? Đây là một cái vết thẹo mà cách đây khoảng một tháng mình có bị tai nạn, cho nên đó là cũng là một cái lý do để mà mình không có thời gian mình quay cho mọi người xem. Thì hôm nay cũng lành rồi, cũng bình thường rồi, nên là mình đã có thời gian quay cho mọi người xem. Thì mọi người có biết gì không? Đó là ngày hôm nay á, thì mình mới phát hiện ra rằng á, thì đây là cái tập vé số mà mình đã mua cách đây khoảng 2 tháng. Và bây giờ mình mới có thời gian để mà mình để đi ra cái cửa hàng đó mà mình dò. Thì bây giờ thì mọi người sẽ cùng với mình đi ra để mà xem mình trúng được bao nhiêu nhé. Rồi mình là Roy, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh vlog của mình. Ở những mấy cái nhà bên Nhật đó mọi người, có cái cây bonsai rất là nhiều luôn. Cái cây này rất là đẹp nè. Nó giống như cái cây đào vậy mọi người, nụ rất nhiều. Ngày hôm nay á, thì nhiệt độ rất là ấm luôn, khoảng 12, 13 độ mọi người. Mọi người thấy mình mặc đồ nó không còn gọi là dày như mùa lúc mùa đông nữa. Thì 12, 13 độ bên đây á, người ta gọi là mát mẻ rồi chứ không gọi là lạnh nha mọi người. Có chắc bên Việt Nam mình á, mà 12, 13 độ thì rất là lạnh luôn. Đây xung quanh mình bây giờ là rất là nắng. Mà bên đây mà khoảng, nó rơi vào khoảng 25 độ mọi người, là rất là nóng rồi. Đó, cho nên cái nhiệt độ đây rất là gọi là mát mẻ. Nói về cái vé số mọi người, thì cách đây cái lúc mà những cái ngày đầu mới sổ á, thì ở trên mạng rất là rần rần là báo là có một bạn người Việt Nam, mình không biết là thực tập sinh hay là du học sinh hay là những cái người đã định cư bên đây, là có một người Việt Nam đã trúng được khoảng thì nó rơi vào khoảng 2.2 tỷ mọi người. Thì đó mình không biết là thật không, nhưng mình nghe mọi người nói rất là nhiều vấn đề luôn. Còn về mình thì mình nghĩ là chắc không trúng đâu, cho nên bây giờ là mình ra dò thử coi mình được bao nhiêu. Đây có một cái đường racing casino luôn hả? Đó, các bạn qua Nhật đây là những cái hình ảnh rất là quen thuộc khi các bạn qua Nhật luôn. Ở đây nó có một cái phường. Đông thì cây nó không được nhiều á, nên nhìn được rất là sơ sát. Còn vào mùa xuân với mùa hè, mùa thu gì đó thì người ta trồng rất là nhiều luôn, rất là tươi tốt. Đây là mình đã đi tới cái cửa hàng Takarakuji. Đây mọi người. Thì bây giờ mình sẽ chờ cho hai cái cụ kia để biết xong rồi mình sẽ vào đó. Thì cái này mọi người, cái vé số này không phải là chỉ riêng mỗi vé số năm là có nha, tại vì quanh năm quanh tháng nó sẽ có, rồi đều có vé số hết. Nhưng mà mình khuyên các bạn là cũng đừng có đam mê nó quá, tại vì mình chỉ mua một lần trong duy nhất cho một lần cuối năm thôi đó. Chứ mà mình đi qua đây mình làm mà mình đam mê cái này là thua luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đưa cái này cho quái. Đây là cái mà mình
cái hóa đơn, rồi cái những cái tờ giấy số mà không trúng mọi người. Đó, vậy giờ ta trúng một số không giới 300 yên đó là 60.000. Như vậy là mình đã kết thúc một lần chơi giấy số mọi người. Mình đã mua hết hơn 600.000 mà mình nhận lại được 300 yên thì nó tương đương vào khoảng cũng 60.000, nghĩa là mình mua 600.000 tiền giấy số mà mình chỉ trúng lại được 60.000 thôi. Thì bây giờ mình lấy 60.000 chắc các bạn nghĩ là mua được một chai nước và một bịch bánh mọi người. Đó cho nên là mọi người có thấy là cái tỷ lệ trúng của nó rất là khó trúng chứ không phải là dễ trúng nha mọi người. Cho nên là cái là tùy mọi người đừng nên, mình khuyên mọi người đừng nên đam mê. Cứ vào cuối năm nó sẽ có những giải thưởng lớn á, thì mọi người sẽ trích ra một phần để mà mình thử vận may của mình đó, thì mình cũng nghĩ là sẽ không trúng đâu. Mà chỉ chơi cho vui và thử vận may thôi, thì mọi người đừng có đam mê nha mọi người. Như vậy là cái video mà mua giấy số của mình đã đến đây kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video của mình. Nhớ nhấn like và subscribe ủng hộ mình nhé. Hẹn mọi người vào video sau. Bye bye mọi người.